Có một vài lời muốn nói với anh Hiếu được không ạ? Lời nói đầu tiên thì cho phép là em xin cảm ơn cái sát khán giả đã tặng cho em. Và lời nói thứ hai là em xin cảm ơn anh Hiếu. Anh Hiếu đã viết bài hát này cho em ạ. Đây là bài hát do anh Hiếu viết riêng cho em. Và rất mong mọi người nghe và ủng hộ nó trong thời gian tới. Thì chúng em sẽ ra những cái MV hay hơn để dành tặng mọi người được không ạ? Hay quá, cảm ơn ạ. Hồi nãy mày ha, mày mê anh này cái mày bỏ anh ta, giờ anh ta có cái xác đi vô rồi. Mày hối hận chưa? Các ta đã hiểu sai cái lời bài hát rồi. Cái lời bài hát là hai thằng này nó yêu nhau. Thằng này là bóng kính, thằng này là bisexual. Trời ơi trời, mẹ bắt về lấy vợ. Ôi giống cuộc đời mày lộ em á. Bye bye. Được rồi. Đáng lẽ là bài này phải cho bà Lộ hát mới đúng ha. Anh Hiếu ơi, tự viết cho chị Lộ đi một bài luôn nha. Dạ. Mà nãy nào hát hay quá, hát chèn câu coi. Rồi cơn mưa sớm. Thôi được rồi, dạ số. Dễ thương. Còn nãy y tôn quá trời luôn. Kỳ quá. Bé bà. Hả? Chị mời em. Dạ. Tiếng tạc cánh đã đến. Hết tin này dính biệt một quang. Ai? Ai dễ đâu uống gì má. Rõ để được ấm đẹp rồi. Dạ quý vị ơi, người đẹp trung niên Cẩm Nhung còn hai vé. Rồi kìa má ơi. Tao lưng quá trời từ Nhung ơi. Ở sau lưng kìa. Đó. Thì cho cái má mày già mà phá quá. Không cha. Cẩm Nhung có quên tỏ tiền ai không? Không mày đi xuống cho ta hát. Hả? Trời cái đẹp thanh quy, bóng tính thanh quy. Chưa thích đi cha. 10.000. Rồi. Chúc mừng em. Cái gì vậy? Chúc mừng mấy ba. Nãy ai nói vậy? Hồi nãy người đó là đưa. Nói đưa. Dùng. Mày gì ra? Chị ơi. Chị ơi. Bữa nay tao ghét mày lắm nha. Nãy kêu hát thì không đánh. Giờ tao đang quăng miếng cho đánh. Trong ta cảnh đã điểm hết đi mà tăng cường vé đi cho Cẩm Nhung kìa, cho Cẩm Nhung 20 vé đi rồi đẹp đi nha, đẹp tập tuồng chắc ăn dễ thấp bò hả, thấp bò phải không? Thấp bò này chúng ta cảnh đã điểm hết đi. Là dính biệt một quá trời cho má già ơi. Rồi mày lấy mày nhả lên mẹ em đi đi. Rồi nè, bắt đầu ngày mai làm nha. Vô nha, gõ giùm chị nha. Chống ta cánh đã điểm hết tim này là dính biệt một quý. Qua đây là Nhung. Qua đây nè, bên đây nè. Bên đây là Nhung ơi. Nhung. Đúng rồi, cho Nhung 20 vé bên cho em. Khách yêu cầu bà Nhung 20 vé nè. Cẩm Nhung. Bên cầu bánh trước. Lẹ lên. Chồng này đâu rồi cho bà đó. Khách yêu cầu Cẩm Nhung.
có camera chỉ cái đầu trời ơi cái kêu vé này vé nọ á, camera mà hút một cái vé là ngồi xuống luôn. À, hai vé một chàng người xấu một chàng còn hai vé quý vị ơi. Trời ơi không ai mua hết trơn, nó bị luôn quá thì người vô ta luôn. Bên đây là chờ ơi, quán cầu anh trước đi cưng, hai vé vô luôn cưng. Rồi quý chị ơi, chúng ta cần đến giờ bốc thăm nha, nhớ là quay nhà mặt xong là bẻ mình ghi tên và kèm số điện thoại, xong chưa? Bán hết chưa? Hết vé rồi phải không? Rồi vô nè. Em chưa bán hả? Rồi đi bán đi. Vô liền nha ba. Chúng ta cảnh đã đến, hết phim này đến thêm một phim. Quý vị ơi, ai mà chưa có nhận này tiền tối, quý luôn ai nhận này tiền tối giùm em nha. Ở trên kia nhà anh đang vô cái quạt kìa. Hết đi về dính biệt một phi nhau. Ai? Là ai? Ai cười sao? Bà ba, cái con thiệp bên kia, chị không? Em không có hộp đâu quý vị, mà vậy mới vừa mà. Đi vô trực tiếp. Đây chị, ba chân tóc đi vô nè. Cô thiên sức. Tiện cho chị. Dạ, mẹ ơi, ban lập tổ ban cho mẹ nhiều tóc ra ha. Đó. Ôi, sao ban tóc mà nó đụng dữ vậy không? Rồi bây giờ mấy má có đứng yên cho tôi hát không vậy? Rồi tới em hát chút bài hả? Hết tim đầy dính biệt một khi nhau. Ai? Ai cười ta? Giữa đêm cung người ta cười như ăn cười đó. Giữa đêm cung thâm chân như thế này, tiếng cười của chị nghe chưa chết. 17